Đây nè, bỏ thêm 10 ngàn nữa là 20. Anh thông cảm cho bạn em nha, nó nghèo. Cảm ơn chị. Trời ơi. Nè, 7 ngàn cái ly nha, 4 ngàn cái vỏ chai nha. Muốn ném gì thì ném, thả đi. Lẹ đi. 3 triệu của mày nè, không thiếu một xu. Coi như tụi mình quê và tụi mình chưa bao giờ gặp nhau nha. Nè, cầm đi. Sau khi nhận đủ số tiền này á, coi như tụi mình không nợ nần gì nhau và chưa từng gặp nhau. Ê, không giận, không giận. Mặc dù là quê rồi, nhưng mà tụi tao làm mày vui á, thì mày cũng phải làm tụi tao vui chút chứ. Tụi tao sẽ trả tiền vé bơi cho tụi bay. Con bơi dở quá à. Về học bơi lại đây. Bài. Về cho mấy con. Để anh dí theo đập tụi nó một trận mới được. Ê, thôi khỏi. Tụi nó trả tiền cho mình rồi, quan trọng là tụi nó không đụng đến mình nữa. Lo lượm tiền đi. Trời nắng vậy, em với anh mặc đồ ướt chạy ngoài đường, ta tưởng mình bị khùng quá. Mà em cũng hay thiệt á, bị xô xuống hồ vậy mà vẫn giữ bình tĩnh được. Anh thấy lúc này tính tình của em hả, càng ngày càng hiền ra. Chứ giờ em muốn yên ổn làm ăn, gây với tụi nó hoài đâu có được. Mà tụi nó nói vậy chắc không gây với mình nữa đâu ha. Ừ. Anh có nghĩ vậy không? Anh cũng hy vọng là vậy á. Với lại á, em rút kinh nghiệm với vụ của ông Nam. À, nó bị đuổi ra khỏi nhà một phần cũng là lỗi của em. Nếu em không đến nhà mét ba mẹ nó thì ba mẹ nó cũng giận nó dữ vậy đâu. Biết đâu nó còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Thôi, mấy ông bà nhà giàu rảnh thấy mẹ luôn à. Đuổi đi vài hôm á hả, là đi năn nỉ quay lại liền chứ cái gì đâu mà em lo. Mà anh thấy là sau đó nó cũng bắt đầu trở lại ăn chơi như cũ à. Hơn nữa ông bà đó coi nó như là con 20 mấy năm nay rồi. Ông lẽ ông bà nhẫn tâm với nó vậy sao? Em thì thấy không có đơn giản như vậy đâu. Thôi, bỏ qua vụ Nam đi. Bây giờ sách bị đốt hết trơn rồi, làm sao bán được đây? Ở nhà em vẫn còn sách khoảng 20 cuốn à. 20 cuốn sao bán? Chiều nay em đi vòng vòng mấy tiệm sách cũ, hỏi họ có sách bán không, mua về bán chứ biết sao giờ. Ừ, còn cái cách đó thôi chứ sao. Vậy đi. Ê, có chỗ bán sách kìa. Ủa, ai chị em ở đây bán sách giảm giá vậy? Đâu có, đi ngang tới họ bày sách em muốn vô xem thôi. Ủa, sao người chị ướt nhẹp vậy? Té hồ bơi. Té hồ bơi hả? Dạ. Anh chị cứ lựa sách đi, sách mới mà giảm 50% so với trong nhà sách đó. Ủa, sách này lấy đâu mà sao rẻ vậy chị? Chị mua sách được rồi, quan tâm chỗ không bán làm chi. Nói thiệt với chị, em cũng là dân bán sách nhưng mà em bán sách cũ. À, vậy là chị muốn hỏi em đầu mối để lấy sách về bán hả? Dạ.
À, có hai loại sách. Dạ. Một loại là sách in lỗi. Sách in lỗi thì mới bán rẻ. Còn một loại là sách giả. Bán sách giả hả? Bán sách giả lỡ về người ta đọc người ta biết sách giả người ta đánh mình rồi sao? Trời, phải thiệt chị bán sách không vậy? Thiệt mà. Bán sách mà không biết sách giả là gì? Em bán sách cũ chứ đâu có biết sách giả đâu. Mà, ủa sách giả là sao vậy chị? Em thấy giống y chang mấy cuốn sách mà. Ủa mà không lẽ cái tựa vậy ở trong là ruột giả hả chị? Không phải, sách giả là do đầu nậu lấy bản quyền của nhà xuất bản rồi in lậu nên giá bán mới rẻ, chứ nội dung y chang sách thiệt à. À, hay quá ha, giờ mới biết là sách giả đó. Sao, vậy có lấy không? Để em chỉ chỗ cho. Thôi cảm ơn chị, để em về em suy nghĩ đó. Chị nào muốn bán sách chị chỉ giùm em nha. Ừ, được rồi. Hay là em lấy loại sách đó về bán đi. Thôi em lấy sách đó bán đâu. Sao vậy? Anh thấy người ta bán hả? Đầy đường luôn á. Mà bán mấy loại sách này hả? Có khi còn lời hơn sách cũ nữa đó. Lời hơn em cũng bán. Sao vậy? Hồi nãy nó không nghe chị bán sách nói đó là sách giả hả? Bán sách giả để lừa người khác em bán được đâu. Trời ơi em ngộ ghê. Sách giả người ta gọi là sách giả thôi, chứ giấy thật chữ thật, nội dung y chang như sách thật, thì cứ việc bán có gì đâu mà ngại. Thôi nhưng mà đó vẫn là sách giả. Không bán là không bán. Thôi tùy em. Bây giờ cũng yên ổn rồi, đi ăn mừng đi anh Đại. Thôi để bữa khác đi. Anh về nhà tắm rửa thay đồ. Bữa giờ anh dì em mà nghỉ bán mấy ngày rồi. Với lại cũng tới giờ tụi nhỏ tan trường rồi đó. Thôi để bữa khác cũng được. Em về thay đồ liền đi. Con gái mà để ướt gì không được đâu. Biết rồi, anh cũng về thay đồ đi. Anh hả? Khỏi, không sao đâu. Ướt gì em còn thấy mát nữa. Ờ mà anh giờ nó cũng khô rồi nè. Nắng quá trời mà. Anh chỉ sợ lát thôi à. Ghê quá. Nhớ về tắm thay đồ đi nha. Biết rồi, vậy nha. Sao hên vậy? Mày. Dạ lẹ đi mẹ ơi. Hoài. Ê, từ từ để kiếm tiền đã. Bà mươi, bà mốt, bà hai, bà ba, bà bốn. Thôi đưa đây để tôi xào cho lẹ. Tự cổ 3 triệu 7. Đôi 7. Đôi bồi. Đôi xì chùm. Đôi heo. Chờ nãy giờ tứ quy tám. Họ không bắt tôi tới nha. Cầm lên coi. Ai cho đi? Cho bà chết. Tứ quy. Trời ơi bà gì. Bị chặt con heo đen, bị chặt con heo đỏ, đã vậy còn bị chặt tứ quý nữa. Kỳ này thua khẩm rồi. Sáng giờ thua quá trời mà, giờ cho gỡ chút chứ. Có ai đi không? Tới đi anh. Đừng nói có bốn đôi thông nha. Ủa sao biết hay vậy? Bốn đôi thông nè. Trời ơi, đỡ quá, đỡ quá. Ôi trời. Tôi kẻ hay quá, tôi tới gì hay quá. Trời. Tình. Ra đôi ếch mạnh tay quá dạ. Mà để coi con heo đen dạ ba. Cầm con đi bà nội đỏ, là coi là 3 triệu. Chặt tứ quý 3 triệu là 6 triệu. Chặt đứt 3 triệu nữa, 6 triệu nữa là 12 triệu. Thắng nhất là 14 triệu. Trời ơi, thắng cây này được ăn 14 triệu, trong khi tôi tới nhì ăn có 1 triệu à. Thôi bà ơi, cầm con heo bích tới nhì mừng thấy mụn nội rồi. Tham dừa đó chứ. Ừ á. Alo. Tao nè. Được rồi. Hẹn hôm nay 12 giờ đúng không? Miễn sao có tiền đưa cho mày được rồi. Tao đang đi kiếm tiền nè. Đâu? Đáng nha.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi đầm cơ. Ai có không? Gì ghê vậy? Không có tôi tới à? Có không? Gì? Sao có? Bắt đi. Con bắt nó tới đó. Có là bắt rồi ông ơi. Nó tới kìa. Kìa cha đó chứ, có gì đâu bắt. Trời ơi. Con tụi tới à? Tới đi. Tụi tới á. 5, 6, 7. Rồi. Con heo đen 5 triệu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Đây cũng vậy, một con heo đen 5 triệu. Thằng này hơn quá. Khách tê cũng ăn, tiếp lên cũng ăn. Nhanh lên đi bà ơi. 30, hai con heo. Tứ quý nè. Rồi 11 triệu. Nè, 5 triệu nè. Cầm đi. Bộ mày bị bồ bỏ hay sao mày hên vậy? Hai cây mặn 34 triệu. Sao? Hết tiền chung rồi phải không? Lấy tiền. Rồi đây tôi đó, cầm sợi dây chuyền cho. Nhiều. Giá 2.000 đô đó bà nội. Hai chục triệu. Ba nha. Tôi dám cá với bà là thằng này ăn lát không đâm đầu chiếc xe tải cũng nhảy xuống sông Sài Gòn cho coi. Mẹ làm gì theo tao hoài vậy? Chết đi. Ê, 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 nó quăng điện thoại. Còn không biết ra lụm nữa. Thằng này chết chắc. Cái này chắc bán cũng được 500. 15 phút nữa nghỉ. Sắp 1 rưỡi rồi mà. Giờ này không ai tới đánh bài nữa đâu. Để mấy đứa trong hẻm canh cũng được. Hết tiền rồi, nghỉ đi. Có ai thế chỗ không? Trời, giờ này ai mà thế chỗ. Mà thôi cũng nghỉ đi, đau lưng lắm rồi. Trời ơi, mới thắng có mấy cây liên tiếp đang hơn tự nhiên nghỉ. 2 giờ sáng rồi bà, ngủ lại hay về? Ngủ lại, giờ này mà về, cho chồng con nó dị nghị hả? Lỡ nói với nó là tối nay đi Phan Thiết với mấy đứa bạn chơi rồi. Nè, tôi đi ngủ nha. Lát cái sòng nào có tay nào ra kêu tôi dậy thế chỗ nha. Rồi, chị đi ngủ đi, chút cái gì em gọi cho. Ê, thắng nhiều mày. Trừ vốn ra ăn được 92 triệu. Về khách sạn ngủ chỗ đã. Trời ơi, cái thằng này hên 3, dễ sợ nha. 4, 5, 6, 7, 8. Thôi về 10, nha. 10, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy nha. Dạ. Đại ca. Ừ? Bữa nay đại ca thắng lớn phải không? Nè. Dạ, cảm ơn đại ca. Đại ca về vui vẻ nha. Ờ. Woo!
Có chuyện gì vậy? Bị sao vậy? Cướp. Tôi bị cướp. Bị cướp? Ừ. Ở đâu? Ngay đầu hẻm á. Nó cướp sạch tiền của tôi rồi. Không liên quan tới tụi này. Tới đây để làm gì? Tính vô ăn già hả? Mấy anh phải có trách nhiệm chứ. Tôi mới vừa ra khỏi chỗ mấy anh. Tới đầu hẻm là bị cướp mà. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá à. Mày ra khỏi sòng là tụi tao hết trách nhiệm. Xéo ra khỏi đây nghe. Mày mà nói một câu nữa hả là tao đập mày chết tươi bây giờ. Đi. Thằng kia, mày không được báo vụ này cho công an. Nếu công an tới đây điều tra về vụ cướp làm ảnh hưởng tới sòng bài thì tụi tao sẽ có cách tìm mày. Dù mày có trốn lên trời hay xuống đất thì xác mày cũng sẽ nổi lên bền trên sông Sài Gòn. Nghe chưa? Đi mày. Mày tưởng mày là ai? Mày có muốn tao đọc địa chỉ nhà và tên của cha mẹ mày không? Đừng có làm chuyện dại dột nghe mày. Còn muốn đánh bài tiếp á thì về nhà đem tiền tới đây, tụi tao sẵn sàng đón tiếp. Đi đi. Biến mày. Tao thấy nó sợ thiệt, không dám báo công an đâu. Nó mà báo thì trước sau gì cũng chết dưới tay tao. Ê, mày nghĩ nó có dám quay lại đây đánh bài không? Cờ bạc nó như ma túy vậy. Thằng nào dính vô rồi khó bỏ lắm. Tao nghĩ có tiền nó sẽ quay lại thôi. Mấy thằng cờ bạc á, bị chửi thì bị chửi, chơi thì cứ chơi. Ôi, mệt quá, vô ngủ thôi mẹ ơi. Nè, 7.000 cái ly nha. 4.000 cái vỏ chai nha. Muốn ném thì ném. Thả đi.
Mày không được báo vụ này cho công an. Nếu công an tới đây điều tra về vụ cướp làm ảnh hưởng tới sòng bài thì tụi tao sẽ có cách tìm mày. Dù mày có trốn lên trời hay xuống đất thì xác mày cũng sẽ nổi lên bền trên sông Sài Gòn. Nghe chưa? Chết tôi rồi. Em coi cái máy này mua được nhiêu? 5 triệu được không em? Anh ơi, em mới mua được 1 tháng. Em mua 11 triệu đó. Giá đó rẻ quá, trả cao hơn đi. Thêm 100 nữa. Rẻ quá, trả thêm đi, được tôi bán 100 nữa được rồi. Cái này xài 1 tháng rồi, chỉ được giá đó thôi em. Thôi vậy thôi. Hey, em trai, 6 triệu được không? 6 triệu hả? Rồi bán. Em xem đi, chị lấy tiền. Em đếm đi. Rồi thôi khỏi đếm, cảm ơn anh chị. Em, cái điện thoại này hạng cấp phải không? Chị bán lâu rồi mà không biết gì hết. Sao? Em cầm đồ là em biết liền á. Thằng này chắc con nhà già ăn chơi hết tiền đó chị ơi. Cái máy này bán được nhiêu em? 10 triệu hoặc 9 triệu rưỡi. Vậy được rồi. Chào đại ca. Vô ăn tiết canh nữa hả? Ừ. Vô đi đại ca. Có khách đến ăn tiết canh. Khách quen. Thằng này tối hôm qua bị mất tiền, bị cướp gần tới 100 triệu, mà hôm nay vẫn tới. Bài bạc có ma mà, dính vô rồi khó bỏ lắm. Ê, vô chơi nè, còn thiếu một tay nè, vô chơi. Nghe nói dạo này đánh bài hên lắm phải không? Này ha, nhìn bài của anh đi. Thằng này tiêu rồi. Kiểu này là không còn một xu dính túi nên không đủ tiền đi taxi về. Sao không đi taxi rồi về nhà lấy tiền trả? Chắc có chuyện gì với ba mẹ nó rồi nên mới thảm như vậy. Còn nhớ cái vụ ba nó tìm nó tận trong sòng bài rồi bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu không? Bữa đó nó cõng ba nó đón taxi đi cấp cứu, khóc thảm thiết lắm. Tưởng đâu sau vụ đó nó bỏ bài luôn chứ. Ai dè giờ đã nói bài bạc nó có ma mà. Con ma bài bạc mà dính vô người rồi thì chỉ có chết mới thoát nó được thôi. Anh ơi, đi xe ôm không?
Anh đi đâu vậy? Về 135 đường Nguyễn Huệ. 15.000 nha. 10.000 thôi. Anh giàu mà trả giá chi cho tội nghiệp. 5.000 đối với anh cũng đâu lại gì. Từ đây tới đó cũng xa mà. Nhưng em còn đúng 10.000 à. 10.000 không đi đâu. Bà mẹ thằng này hết tiền thiệt. Ê, đây, lại đây đi luôn nè. Ê, 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 thằng Nam kìa. Có chắc thằng Nam không? Anh thấy nó đi xe ôm kìa, nó đó. Trời, Nam mà đi xe ôm hả, chắc trời sập á. Ủa, mà có chuyện gì với nó vậy ta? Quay lại. Quay lại làm gì? Ngu quá à, theo dõi nó. Chứ mấy em Nam gọi điện thoại cho nó hoài đâu có được đâu. Nhanh lên, lẹ để mất dấu nó. Lên để tôi còn đi nữa. Ủa 10.000 đó rồi vậy trời. Tao 10.000 đã mất tiêu rồi. Tính quịch hả? Ai quịch? 10.000 là được chó gì mà quịch. Không quịch trả đi. Từ từ người ta trả. Đi xe ôm cũng không có tiền trả hả? Sao có 10.000 mà la lối ông sầm vậy? 10.000 thì trả đi. Không ngờ hôm nay thằng Nam không có tới 10.000 để trả tiền xe ôm luôn. Xe ôm rồi. 10.000 không là tiền hả mày? Từ từ, bây giờ cho lên phòng lấy tiền rồi mang xuống trả được không? Không. Mày lên trên đó rồi mày trốn luôn hả? Tao đâu có ngu. Mày để đôi giày lại đây. Rồi lên trên đó đem tiền xuống, tao trả lại đôi giày. Suy nghĩ gì nữa? Cởi giày ra. Không ngờ hôm nay mày không có lấy 10.000 trả tiền xe ôm nữa. Nhục nhã thiệt. Đây nè, bo thêm 10.000 nữa là 20. Anh thông cảm cho bạn em nha, nó nghèo. Cảm ơn chị. Em không ngờ có ngày thê thảm vậy. Hèn chi, gọi điện thoại hoài không có bắt máy. Cưng hết tiền rồi phải không? Nên mới bán luôn điện thoại rồi đúng không? Ê, đi đâu vậy? Người ta cho mày tiền giúp mày mà mày không cảm ơn được một tiếng hả? Sao vô ơn vậy hả? Tụi mày là một lũ khốn nạn. Nó gọi mình là một lũ khốn nạn kìa em. Ừ, tụi tao là lũ khốn cũng như mày vậy, đúng không? Sao cưng cho địa chỉ và số điện thoại của tụi này cho nhỏ bán sách hả? Để nó tới nó phá tụi này. Nhưng chơi kỳ vậy. Chơi vậy, chơi với chó. Chó hả? Chó thì cũng không bằng cái cách mà tụi mày chơi tao, đúng không? Thằng Nam nó còn giận tụi mình cái vụ mình báo ông bà già nó tới tận sòng bài rồi bắt ngay tại trận nó đang đánh bài kìa. Sao cưng thù dai vậy hả? À, thì ra là do cái vụ bị bắt tại sòng bài nên bị đuổi cổ ra khỏi nhà, phải đi thuê khách sạn ở, đúng không? Tội nghiệp quá. Bị đuổi cổ ra khỏi nhà không một xu dính túi. 10.000 trả tiền xe ôm mà cũng không có trả. Lấy đâu ra tiền trả tiền khách sạn trời. Còn tiền trong túi không? Tao cho 50.000 nè. Nè, đừng nói bữa nào bỏ trốn quỵt tiền khách sạn của người ta nha. Nhục lắm đó. Đi. Cho lấy chìa khóa phòng 1202 với. Nè anh. Chị, ông khách gì lên lầu là lấy chìa khóa phòng mấy vậy chị? Anh ấy ở lầu 1, phòng 1202. À, vậy chứ báo phòng quản lý đi. Em nghĩ là ông đang gặp trục trặc vấn đề tiền bạc á. Rồi, em sẽ kiểm tra và báo lại. Cảm ơn chị. Dạ. Lũ bạn chó chết khốn nạn.
Lũ khốn. Mẹ kiếp. Hết tiền rồi. Chắc phải đi bán đồ nữa quá. Mà nữ qua xài rồi quần áo cũ, không biết có ai mua không ta. Mà bán ở đâu nữa chứ. Làm sao đây ta? Làm sao đây ta? Sao mình có ngày hôm nay chứ? Bán cái gì đây? Khách phòng 1202 là đặt phòng trước hay là thế giấy chứng minh? Dạ, anh ấy thế giấy chứng minh. Giấy chứng minh của anh ấy đây chị ạ. À? Dạ, lúc đầu thì anh ấy chỉ định ở... Anh ấy nói là anh ấy chỉ ở 2-3 ngày thôi. Sau đó anh ấy đổi ý ở thêm. Nói là chưa biết lúc nào sẽ trả phòng. Từ hôm anh ấy ở đến nay là 10 ngày, mà tiền thanh toán là 7 ngày. Lúc thanh toán, em thấy trong túi ảnh có rất nhiều tiền. Cho nên mấy ngày qua em không nhắc tới tiền phòng. Còn 3 ngày chưa thanh toán, vậy còn lại 1,5 triệu nữa đó chị. Hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở gần đây mà thuê phòng ở đây ở. Có thể là bọn kia nó nói đúng á. Con nhà giàu đi đánh bài thua hết tiền, cho nên bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà. Lúc ra khỏi nhà thì còn tiền, nhưng bây giờ hết tiền tại vì đánh bài thua hết rồi. Cho nên 10,000 tiền trả xe ôm cũng không có. Bây giờ mình giải quyết trường hợp này như thế nào hả chị? Còn sao nữa, yêu cầu khách thanh toán tiền phòng liền. Rồi tùy theo tình huống mà giải quyết tiếp. Đi làm hóa đơn thanh toán đi. Dạ. Chào chị. Dạ, anh cho hỏi, anh còn ở tới mấy ngày nữa? Tôi cũng chưa biết. Mà có chuyện gì vậy chị? Dạ, theo nguyên tắc thì em phải biết, để sắp xếp phòng cho khách khác thuê ạ. Tôi ở cũng lâu đó, mà chắc khoảng 10 ngày nữa. Dạ, vậy anh vui lòng thanh toán tiền phòng 3 ngày còn thiếu và đóng luôn 10 ngày kế tiếp ạ. Từ từ tôi trả tiền phòng được không? Chứ bây giờ tôi đâu có sẵn tiền mặt ở đây. Dạ không được ạ, anh đã thiếu 3 ngày rồi. Khách sạn của chúng tôi không cho thiếu thêm được nữa đâu ạ. Mong anh thông cảm, đó là nguyên tắc. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Nhưng mà tôi chưa có sẵn tiền ở đây. 1-2 ngày nữa đi. Ngày mai tôi thanh toán được không? Dạ không được ạ. Mong anh thông cảm, anh phải thanh toán cho hết số tiền còn thiếu anh mới ở tiếp được ạ. Dạ đó là nguyên tắc ạ. Nhưng mà tôi nói là tôi không có sẵn tiền mặt ở đây. Chị ép tôi vậy tôi cũng đâu có tiền đâu. Dạ trong trường hợp này thì khách sạn phải buộc khách trả lại phòng và giữ lại đồ đạc. Khi nào anh thanh toán hết tiền phòng thì chúng tôi sẽ trả lại đồ đạc và giấy tờ cho anh. Chị... Dạ không còn cách nào khác. Mong anh thông cảm. Dạ mời anh. Dạ mời anh. Chị có thấy chị làm vậy là quá đáng không? Dạ không ạ. Mong anh thông cảm. Đó là nguyên tắc của khách sạn. Một cái quần jean tôi bán cũng được hơn 1 triệu. Chị có biết không? Dạ tôi biết. Nhưng mà anh thanh toán hết tiền phòng chúng tôi sẽ trả lại đồ đạc cho anh. Nếu cần anh có thể kiểm tra lại. Dạ mời anh ạ. Tôi chỉ làm theo nguyên tắc của khách sạn thôi. Mong anh thông cảm. Nguyên tắc là nguyên tắc. Tôi không thể làm khác được. Dạ mời anh. Hai năm rồi mới gặp lại trường hợp như thế này. Mấy công tử nhà giàu này mệt quá. Vậy bây giờ mình giải quyết trường hợp này như thế nào hả chị? Cứ theo nguyên tắc khách sạn mà làm. Em nhớ cách đây 2 năm không? Có 6 thằng công tử nhà giàu. Ăn chơi ngất trời. Vô thuê 2 phòng trong khách sạn. Rồi đến khi bị đòi tiền phòng á. Thì lần lượt chuồn mất tiêu. Để lại mấy cái vali trống lóc không có gì hết trơn. Dạ em nhớ. Cuối cùng điều tra ra. Thì ra là 6 chàng công tử con nhà giàu bỏ nhà đi bụi, xài hết tiền, rồi quýt tiền khách sạn. Thôi ráng chờ 4 ngày nữa đi. Nếu mà anh ta không quay lại, thanh toán tiền rồi lấy đồ đạc, thì lúc đó mình sẽ xử cái vụ này y như vụ 6 công tử nhà giàu kia. Cứ theo đúng nguyên tắc khách sạn mà làm. Gọi điện cho phụ huynh tới thanh toán tiền phòng. Vậy ha? Dạ. Đặt ra nguyên tắc thì cứ theo nguyên tắc mà làm, vậy thôi.
Nhìn chung môi tình duyên chúng ta, trời xanh nghe tiếng hát đâu vậy trời. Trời, có sao không vậy? Sao tự nhiên bị té vậy nè? Sao vậy? Chạy hết trơn rồi nè. Chạy hết trơn là đỡ đỡ chứ mà. Đá chống giùm anh. Sao giờ này không đi bán, đến đây làm gì? Bây giờ anh mới thấy bất tiện thiệt đó nha. Bất tiện vụ gì? Cái chân của anh ngắn quá, mỗi lần té xe anh chống chân không tới đất á, đo đường hoài à, người thẹo không à. Sao giờ này em đi bán đến đây tìm em làm gì vậy? Ủa, mà tự nhiên đến nhà em đem mấy này theo làm gì? Đem lợi đang sửa nhà cho em. Sửa nhà cho em? Ờ. Trời, làm gì vậy trời? Anh đi bán rồi đó chứ, tới cửa trường học rồi mới sực nghỉ, ngày nào mà chẳng bán. Bây giờ bán thêm ngày nữa cũng đâu có vào được đâu. Mà em có công nhận với anh không? Anh với em đi bán mấy năm nay rồi mà đâu được nghỉ ngày nào. Nhờ bị đốt sách ở nhà mà em được nghỉ ở nhà. Anh lật đật anh chạy vào nhà lấy đồ nghề đem qua. Anh coi thử nhà em có cần gì sửa không thì anh sửa luôn. May quá em mời anh ăn cơm luôn, đỡ tốn tiền. Cảm ơn anh Hiếu nha. Lâu lâu em mới nấu cơm, cho nên nếu dở anh Hiếu đừng chê á. Mà anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Ừ. Lấy giùm em hai chén. Ủa dạ. Biết rồi. À mà nè, em nấu dở mấy á cũng ngon hơn là anh đi ăn cơm hộp với lại ăn cơm tiệm mà. Trời ơi, anh ăn ngán nó tận ốc luôn á. Mà anh có phải ráng nuốt chứ sao? Mà làm như kỳ kỳ lắm kìa. Giống như là nó thiếu thiếu cái gì á. Thiếu không khí gia đình. Ừ, em nói chúc phúc luôn nha. Thiếu không khí gia đình nhiều khi á hả? Anh không thèm ăn ngon đâu. Anh chỉ thèm không khí gia đình thôi, thèm muốn chết luôn á. Mà sao em biết hay vậy? Trời ơi, thì em cũng giống như anh thôi. Suốt ngày ăn cơm bụi ở ngoài đường. Về đến nhà đó, ngại bày ra nấu nướng thì ít, mà ngại ngồi trước mâm cơm mình thì nhiều. Cho nên kiếm ổ bánh mì hay là mì gói ăn đại, rồi vừa ăn vừa kiếm việc gì đó mà làm, để cho khỏi nghĩ ngợi mà đâm ra tuổi thân. Em thì lạc mất ba mẹ năm em lên 4 tuổi rưỡi, còn anh 15 tuổi á. Ba mẹ anh bị tai nạn giao thông, mất hết một lượt. Lúc đó anh đang đi học giữa trường lớp 9, anh phải bỏ học để tự đi kiếm sống. Bà con họ hàng của anh á đâu còn ai đâu. Nhà thì anh ở thuê. Anh với em bây giờ chẳng biết ai khổ hơn ai. Anh sướng hơn em á. Tại sao? Anh còn được ở với ba mẹ đến năm 15 tuổi, còn được học đến lớp 9. Còn em, em có biết được chữ nào đâu. Em lạc mất ba mẹ lúc em còn nhỏ quá. Đến bây giờ em cũng nhớ mặt mũi ba mẹ em sao. Em chỉ nhớ là mẹ em tên Hưởng, ba em tên Sương. Em cũng biết không khí bữa cơm gia đình như thế nào nữa. Hồi xưa có anh Minh Đăng lâu lâu nấu cơm cho em ăn, lúc đó vui lắm. Mà lúc đó vui thiệt. Anh ấy đã hứa quay lại tìm em, mà sau 10 năm rồi anh ấy đã quên lời hứa của mình. Không hiểu sao anh ấy lại quên lời hứa của mình. Lúc đó anh ấy yêu thương em lắm mà. Nhưng mà em vẫn còn có cái để hy vọng. Ba mẹ em vẫn có thể tìm được em. Minh Đăng vẫn có thể quay lại đây mà. Lúc đó cuộc sống em sẽ thay đổi. Em sẽ gặp rất nhiều niềm vui, rất hạnh phúc. Chỉ có cuộc sống gọi là vẫn mãi như thế này thôi. Anh sẽ mãi mãi một mình. Anh sẽ không bao giờ gặp ba mẹ anh nữa. Những người chết sẽ không bao giờ sống lại được. Nhưng mà lỡ ba mẹ em chết rồi sao? Không không. Không. Em đừng nói vậy xui. Anh tin chắc là ba mẹ em còn sống và đang đi tìm em. Và anh cũng mong rằng
Em sẽ tìm được ba mẹ em mà. Em cảm ơn anh. Ăn cơm đi. Ngon á. Em nấu ngon chứ bộ đâu có dở đâu. Ngon rồi, ăn nhiều vô đi. Ừ. Đi tìm đường về không là quá xa.